Rồi là nói đầu tiên chúng mình xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình Thì hôm nay gặp một cái vấn đề thì nhân tiện dẫn chia sẻ cái kinh nghiệm Để mà các anh em phục vụ mà mấy anh em yêu mai vàng và chơi mai vàng có thể là uh, Có cái kinh nghiệm để chúng ta xử lý um, những cái mai của mình, um, cưng của mình ha Thì uh, chồng mai thì chắc chắn là nó sẽ có bị cái này cái nọ mà không có ai mà hoàn hảo mọi người Thì uh, Um, cho dù của bạn kinh nghiệm cỡ nào đi thì, thì ngày mai nó sẽ bị này bị nọ. Chúng ta chỉ quyết định về cái phần bên ngoài thôi. Còn phần bên trong thì do cây tự tự quyết định ha. thì chúng ta chỉ là có thể tưới dưỡng rễ, tưới này tưới nọ để can thiệp vào bên ngoài. Tuy nhiên thì nó có nó có thể là nó bị cái này cái nọ thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm để mà chúng ta xử lý để cho giảm thiểu cái khả năng là cây nó bị chết và cũng như là bị suy cũng như là cứu lại phục hồi lại cho cây để nhằm cái um, uh, tăng cái mà um, uh, À, sự sống cho cây cũng như là cái um, hạn chế về cái mặt um, mà hao mà cái uh, về mặt um, kinh tế ha mọi người nó thì trồng uh, cây thì chắc chắn nhau nó là nó phải bị này bị nợ này nó thì ở đây là mình có một cái cây mai đó mọi người khi mà cắt ghép luôn thì nó sẽ bị như tình trạng như thế này đây nó tuột đồ nhựa nè mọi người đó lý do này, lúc là nuôi á mọi người nuôi thì um, trong quá trình cắt thì nó cũng rất là dễ bị xảy ra cái tình trạng như thế này ha đó thì khi mà cắt ra luôn thì bắt đầu nó sẽ bị tuột đầu nhựa nè nó khô thúi nó mọi người thường cái đầu nhựa mà nó mạnh á, là nó sẽ rất là trong mà mọi người đó hồi nguyên sẽ quay nè thấy không rất là cũ và nóng mắp neo mặc dù chúng ta đã chết chết keo sẹo thì cái bề mặt đây là nó sẽ bị bị hư nè mọi người đó. thì nguyên sẽ nói nha, từ từ cho mọi người xem ha đó thì cái mặt này bị bị hư nè thấy không Nó là nó bị tuột xuống nhưng mà cái hoa quan coi phần ở dưới đây nè nó đang phát triển nè thì hồi nguyên sẽ chỉ nè chỉ nó thì chúng ta nhìn cái mai biết mạnh yếu liền rồi mọi người đó nhìn cái bề mặt bên đây là cây của nó là nó cũ nó mình sẽ quay một cái bề mặt cây của um, gốc mai nó mà đang mạnh cho mọi người xem thì cái độ rất là trong và nó sáng nha rồi mọi người thì qua cái mai này đi thì cái mai này là cái mai mạnh rất là mạnh luôn nhìn cái bề mặt ở phía trong là chúng ta có thể biết cái này mọi người thấy không đây nè nhìn hầu như là như cái, cái 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 gỗ mà ban đầu mà chúng ta gọt ra mà nó màu trắng vậy thì khi mà chép keo vô thì mình này chỉ keo Mỹ tiến nha mọi người đơn giản thôi nó thì nó đang kéo sẹo nè và cái bề mặt của nó rất là trong hết mọi người nó là chứng tỏ là cái độ cây nó đang phát triển và nó cũng như là cái khả năng của nó phát triển rất là mạnh cũng như là độ mạnh của nó đó, đó. chỉ cần nhìn cái này thôi là chúng ta biết cái cây chúng ta yếu hay mạnh này nó và đang kéo sẹo rất là nhanh luôn nó thấy không, mọi người rất là cái vết cắt nó rất là sáng và đẹp đó. rồi đây là cái cây mạnh ha rồi mấy người thì à, trở lại cái vấn đề ngày hôm nay thì sau khi mình cắt thì nó có một cái số dấu hiệu nè mọi người mình à, nguyên sẽ chỉ với mọi người xem cây cũng khá là to nè như đây gãy lúc mua nè thì người ta cắt như thế này thì lúc đầu nó không sao nhưng mà bây giờ nó đã bị rồi nè. nè nó chết mà có phần vỏ này thì cái phần vỏ này có thể nếu mà nữa ta cạy ra để mà cho cái phần vỏ này nó chàng qua thì nó sẽ lắp lại ha đó thì à, cũng còn xử lý lại được nó nếu mà nó hư cái này nhiều quá thì chỉ còn dục thôi chứ hết biết đường này, đó nhưng mà ở đây thì rất là may mắn nếu mà nó hư vỏ nhiều quá thì chúng ta có thể cứu mà làm lũa thì chơi thì cũng được đó. nhưng mà nó mất giá trị cây thì ở đây là mình nó bị hơi tới đây thì nữa mình đục ra mình không cần đục mà mình phải uh, um, lấy cái lớp vỏ này ra để cho cái hai bên đây nè này. này nó 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 đụng vô thì nó sẽ kéo sẹo nữa thì um, nguyên nhân cây mai này thì nói chung rễ rất là nhiều nghe mọi người mà nhưng mà nó vẫn bị sụp mà lý do là tại vì mình cắt kép ha lúc đầu thì ở đây nó cũng có một cái nhánh này nè nó bị sụp này mọi người thấy không thì nó đen nè đó thì bây giờ cách xử lý này cái này là nó không phải cái dạng như nó suy mọi người nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta cắt nó bị sốc cây ghép vô nó không dính luôn đó. này cái thì nó còn tươi nè mọi người nó thì cái này còn tươi nè nó ok mà cái này những có những cái thì thì đối với những cây mai như thế này thì đầu tiên là mình phải kiểm tra uh, cái độ uh, chết của cái cây những cái chỗ đen này là cây nó chết nè mọi người nó còn cái này sẽ cạo nhẹ nhẹ này nè mọi người bên đây có hàng bên đây hầu như là nó bị chết rất nhiều luôn thì cái này cái này đó mình bo ghép mình ghép vô nè đó thì bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh luôn thì cái này là thì mình cứ để như vậy thôi nó thì rồi uh, mình sẽ tìm hồi mình cái này này xử lý lại thôi mọi người thì mình tìm cái những cái mà địa điểm tươi của nó thì cái mai này nếu mà cắt lùng lên thì có thể là mình sẽ cắt xéo lên mình sẽ cắt xéo lên như thế này đây cắt bỏ cái phần trên luôn để làm lại một cái cây hay mọi người cái này là cái um, làm cú lại thôi à, xử lý lại thôi chứ nó đã bị tuột nhựa rồi thì chắc chắn là nó sẽ bị tuột cái này là mình nuôi cũng rất là kỹ luôn càng mấy tháng trời 7 tháng 8 tháng đó mọi người để mà cho cây nó phục hồi nó mạnh lên á nó rễ rất là nhiều luôn rễ rất là nhiều nha đó, nhưng mà nó vẫn bị sụp rồi thì uh, sau khi mà mình uh, uh, sụp xong thì mình sẽ làm như thế nào thì mình xử lý lại thôi rồi thì mình sẽ kiếm cái cái chỗ nào mà nó còn tươi đó, thì mình sẽ cắt xuống để mà xử lý lại đó rồi thì cái này cái quay giai đoạn quyết định nha mọi người tại sao mọi người thấy này, cái này lùm tùm lùm tùm nhóc chân những cây con nó lên này thấy không thì mình cái này là chú ý này mọi người quan trọng nè dẫn đến thành bại ha thì đối với những cái tường dạy này là không được cắt nha mọi người tại vì đấy cây này đang trong thời gian rất là yếu thì có những cái lá này nó quan hợp và cũng như là cái thở cho cây trao đổi với chất với môi trường thì cái này là rất là quan trọng nếu khi mà các bạn cắt là cây các bạn nó sẽ đi luôn nó sập luôn rất là để mau luôn nếu mà cắt cái miễn ra được giờ mình rất là yếu rồi nhựa nó dồn lên hình như nó nuôi cũng cho uh, những cái đột này nó ra thì bây giờ chúng ta phải để như thế này đây để chúng ta nuôi lại đó để uh, giúp cho cây nó phục hồi thì những cái lá này nó quan hợp nhưng mà đặc biệt đối với những cái mai này thì không phải để mà nắng gắt được nha mọi người phải để trong mát nha đó để tránh cái sao thiệt hại thì cây này cũng khá là to cho nên mình cũng khá là tiếc trong cái vấn đề mà uh, bỏ đi nếu mà cây mà nhỏ nhỏ mà cứ đâu phải là chăm sóc hết được không, mọi người nếu số lượng nhiều quá thì cây nào chết thì phải một phải, phải chịu thôi Hả? rồi thì cái này nếu mà lỡ mà nó có bị gì đó thì à, mình sẽ dục thôi chứ còn bây giờ thì cây nó đang là ra cũng ok lại thì cái tược này mình không nên cắt bỏ mà mình sẽ nuôi mọi người thứ nhất là mình có thể bạn để nuôi vậy luôn phải thứ hai là đối với những cái mai này thì mình sẽ cắt lại đôn xuống mọi người tại vì phần này bị chết cái này còn cứu được chúng ta phải kiểm tra cái phần vỏ coi nó tới đâu ha nó phần bên đây thì nó còn xanh thì chứ là nó chết bên đây nè mọi người và nó kéo dài xuống thì chúng ta phải cắt chừng hao rất là sâu xuống để mà xử lý lại thôi là nó nó sẽ kéo xuống nó hư nữa ha mọi người thì rồi cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ tưới như, như thế nào thì dưỡng rễ ha mọi người thì cái này có thể tưới anh là ba m hoặc những cái loại ga rễ ưu tiên cho dòng dưỡng rễ tại vì bây giờ cái bộ rễ đang yếu rồi mọi người nó bị như thế này là cái bụi rễ đang yếu yếu mặc dù gãy cám rất nhiều cái này tại vì mình trồng không phải là mình ghép liền nha mọi người ý mà trồng mà nó còn gì nữa ghép liền thì chắc chắn là nó sẽ bị chết thôi đó dẫn đến cái hao hụt cho về, về cái kinh tế thôi đó. thì đối với những cái mai như thế này đây thì mình sẽ tiến hành mình để như thế này nuôi lại để cho được được ra mạnh khỏe cứ bỏ thả gông nó hay mọi người không cần xử lý gì hết để cho cây nó phát triển tự nhiên thì nó sẽ mạnh trở lại thì này chúng ta xử lý và mình sẽ dự định mình sẽ cắt ngang đây nè mọi người để nửa ghép nó còn nuôi lại thôi chứ nếu mà cắt nó đang thở như thế này cắt hàng này mấy mấy hàng nhỏ này rất là quan trọng nha để mà nếu mà cắt ra thì cây nó dễ bị suy luôn á mọi người nó thì đó là có vấn đề mà nguyên muốn chia sẻ với um, mọi người ha thì ở đâu lâu lâu gặp được cây này bị như thế này hay mọi người nhân tiện sẵn chia sẻ với mọi người chồng thì chắc chắn là sẽ bị sẽ bị gặp thôi đó. Rồi ngoài ra thì nó đang phát triển nè nó ông gà tưới cũng mấy cử nào ba mà thì chỉ là ba mà thôi ngoài ra thì nó có một số cái loại dưỡng rễ khác humic mà cái dòng dưỡng rễ thì hữu cơ đối với cái chất hữu cơ thì nó sẽ rất là tốt nè nó làm cho cái đặc tí đặc mà tính của mà chất trồng chúng ta nè nó cải thiện được và cái vi sinh vật nó phát triển mạnh nó giúp cho cái bộ rễ nó khỏe và nó ra rễ nhiều đó đặc biệt là cái dòng hữu cơ rất là ok tuyệt vời ha mọi người thì đó là một số cái À, kinh nghiệm nguyên muốn chia sẻ mọi người về cách xử lý bên đây là nó đang kéo sẹo mà nó hư là tức là nó bị tuột nhựa cắt khi mà cây mai đang mạnh mà em cắt ra cái thì cái trường hợp này nó rất là dễ bị bị sụp cây mọi người có trường hợp nó bị sụp thì chúng ta phải biết cách chúng ta xử lý và khi mà nó ra những cái tuột non như thế này đây thì mình sẽ để lại bên nuôi lại tiếp tục nếu mà các bạn không biết thì bạn cắt luôn ghép lại là nó bị suy luôn ha đó là cái kinh nghiệm mà mà để nguyên chia sẻ với cô chú anh chị em mình À, trong cái giai đoạn này gặp cây mang cây này đó. còn những cái tược này mình ghép nó ra như thế này thì mình cứ để luôn rồi mọi người nó thì túi nào ba mờ vô thôi này mình à, tưới cái dòng rẻ tiền thôi còn cái dòng cao cấp hơn thì à, đối với những cây mai mà lớn tiền hay gì đó thì mình mới tưới còn cái cây này thì nó cũng bình thường không có vấn đề gì hết cho nên mình cứ tưới như vậy thôi ha rất là may là cái cái rễ ở dưới đây nó không bị gì cho mọi người tại vì cái mặt cắt nó quá lớn rồi à. cái rễ nè khi mua mấy cái mai phôi về bấm một khi mấy anh em đã bấm rễ nhiều khi cũng chứ quất à, có những cái cọng rễ nó rất là đẹp luôn mà bấm rễ hình như mình cũng nhiều khi cái mình cũng không có hiểu luôn, nhiều khi cọng rễ nó rất là đẹp đó, rồi xin chào mọi người ha chia sẻ cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ về cách xử lý cây mai ha.